Ok ạ, bắt đầu ạ, sẵn sàng chào Hoàng Thanh Huyền. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Nay chúng mình sẽ giải tiếp cho các cháu phần 2000 câu trắc nghiệm hay sai, phần 250 câu đếm nhận định. Hãy share lại video này vào đây một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn vào đây ạ. Đây là của lớp 12 ôn thi Trung học phổ thông quốc gia, câu số 51. Câu số 51. Cho các este. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng. Số este có thể được điều chế bằng phản ứng trực tiếp giữa axit và ancol tương ứng là. Thế thì ở đây chúng ta cần lưu ý ạ. Vinyl acetat là CH. Vinyl acetat là CH3COO CH nối đôi CH2. Thì anh này thì không thể điều chế trực tiếp bằng axit là CH3COH, và bởi vì là không có cái ancol CH2 nối đôi CHOH này tồn tại này. Đúng không ạ? Cái ancol này không tồn tại, đúng không ạ? Vì vậy nên là este này không thể điều chế được bằng phản ứng của axit và ancol nhá. Vứt cháu này nhá. Vinyl benzoat cũng tương tự ạ. Benzoat là C6H5COO CH nối đôi CH2 cũng không thể điều chế được ạ, bởi vì cái ancol này không tồn tại. Etinacetat là CH3COOC2H5, đúng không ạ? CH3COOC2H5 thì cháu này được điều chế từ axit CH3COH và ancol là CH5OH, thỏa mãn đúng không ạ? Thỏa mãn đúng không ạ? Vậy ok ạ, cháu này được. Isoamin acetat thì sao ạ? Isoamin acetat cũng được đúng không ạ? Phenylacetat CH3COOC6H5 thì không thể được điều chế bằng bằng ancol, bởi vì anh C6H5OH này là phenol chứ không phải là ancol, đúng không ạ? Vậy vứt thằng phenylacetat nhá. Anilacetat là CH3COOCH2CH2 nối đôi CH2. Đây là anh này CH ạ. Thì được ạ, anh này được điều chế từ ancol và axit tương ứng nhá. Vậy ở đây mình sẽ có bao nhiêu cháu ạ? 1 2 3 cháu. Ba cháu phải đáp án đúng, chúng ta phải là đáp án C ạ, và có rất nhiều bạn sai câu này ạ. Chúng ta lưu ý là loại vinyl acetat, loại vinyl benzoat, loại phenyl acetat, vậy chúng ta chỉ có 1 2 3 cháu thôi nhá, cả nhà chú ý nhá. Ok ạ. Kinh không ạ? Nào chúng ta sang tiếp câu 52 ạ. Có những cái câu mà chúng mình mà không chữa thì các cháu không thể nào biết nó đúng hay sai được. Hôm nay là một buổi học free nên là rất là mong muốn các cháu ủng hộ chúng mình bằng cách là share nhanh lại buổi học này lại về tường ạ, và tag tất cả các bạn của các cháu vào đây ạ. Bây giờ chúng ta là tổng ôn lý thuyết ạ, câu số 52 trong sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai. Câu 52 có các thí nghiệm sau: nhỏ dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp thì có mấy thí nghiệm thu được kết quả? Thế thì ở đây đầu tiên mình phải nhìn nhé, OH trừ ăn HCO3 trừ thì có phải nó tạo thành CO32 trừ không ạ? Và anh CO32 trừ này nó cộng với lại CaCl2 để tạo thành CaCO3 một cháu kết tủa này. Thế bài này các cháu chọn là bao nhiêu kết tủa? Câu 52 các cháu chọn bao nhiêu kết tủa? Comment mạnh bạo lên chưa? Đun nóng nước cứng toàn phần thì chắc chắn mình thu được là gì? Nước cứng toàn phần là bao gồm gì ạ? Canxi 2 cộng này, magie này, đúng không? HCO3 trừ này, trừ này. Vậy ngay lập tức là đun nóng lên thì mình sẽ có là thu được là gì ạ? CaCO3 cũng kết tủa luôn, đúng không? Đấy, vậy là hai cháu cùng kết tủa này. Đun nóng nước cứng vĩnh cửu thì nước cứng vĩnh cửu thì chỉ gồm canxi 2 cộng này, magie 2 cộng này, Cl trừ này, SO42 trừ, thì đun nóng lên mình chỉ được có vật đục thôi chứ không có kết tủa, nên là cháu này không có nhá. Ok, nhỏ dung dịch BaOH 2 lần đến dư thì ở đây các cháu chú ý này, ở đây mình có ion là Ba2 cộng này, ion SO42 trừ này nhá, mình có ion Ba2 cộng với ion S42 trừ, vậy thì chắc chắn mình có được kết tủa BaSO4. Được chưa? Vậy cháu này cũng thu được kết tủa. Cho dung dịch Na3P4 và nước cứng vĩnh cửu thì chắc chắn nước cứng vĩnh cửu có canxi 2 cộng nên mình thu được kết tủa là Ca3PO4 tất cả 2 lần. Được chưa? Kết tủa. Vậy tổng cộng mình có 1 2 3 4 4 kết tủa. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 4 kết tủa. 4 kết tủa cả nhà nhá. Đấy cả nhà thấy không ạ? Những cái câu này những câu rất là hay, đều là những cái câu mà nỗi sợ của tất cả các em. Nên là rất là mong muốn là các em cùng comment đáp án với thầy để xóa tan cái nỗi sợ hãi này đi ạ. Câu 53. Cho dãy các chất
Số chất trong rãy khi thủy phân trong dịch là hoắt loãng dư đun nóng sinh đan cụt. Số chất trong rãy khi thủy phân trong dung dịch là hoắt dư thì đun nóng sinh đan cụt. Thế thì ở đây mình đầu tiên là anh phenin coi như mình biết phương trình nhỉ. Phenin acetat CH3COOC6H5 mà đun trong NaOH thì mình thu được C6H5ONa, thằng này không có ăn cồn, vớt. Được chưa? Anilin acetat thì sao ạ? CH3COOCH2CH2. Anh này đun nóng trong NaOH thì mình thu được ancol là anilic CH2 nối đôi CH CH2OH. Được chưa? Anh này là ancol anilic được. Metin acetat thì chúng ta biết thừa nhá. Metin acetat chúng ta biết thừa là ancol metilic. Ethyl format mình biết thừa là thu được ethyl lic đúng không? Tripanitin thì mình biết thừa thu được glycerol. Vinyl chlorua thì vinyl chlorua đây CH2 nối đôi CHCl thì cháu này không thu được ancol nhá. Vậy suy ra mình có số chất trong dãy thủy phân trong dịch náo mắt loãng dư sinh ra được ancol là 1 2 3 4 4 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 4 cháu, đáp án A. Ok, sang câu số 54. Câu số 54, câu này có crom thì thôi bỏ. Đúng không ạ? Câu này có crom thôi bỏ nhá. Nhưng thôi chúng mình cứ chữa nhá. CrO3 là một cháu này. Tác dụng dịch náo đặc nóng này, CO2O3 này, SiO2 này, CrH3 lần này, CrO0 này, ZnOH2 lần, NaHCO3, Na2CO3. 1 2 3 4 5 6 7. 7 cháu, đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 55. Câu 55. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Nào các cháu nào. Ở trong câu 55 này có bao nhiêu thí nghiệm sinh ra chất khí ạ? Bao nhiêu ạ? Nung NH4NO3 rắn thì chắc chắn mình thu được. Coi như chúng ta một lần ôn lại lý thuyết luôn. N2O cộng H2O khí chúng ta là khí N2O. Đúng không ạ? Sục CO2 vào CaH lần dư mình không thu được khí đâu ạ. Tại sao mình lại không thu được khí ạ? Bởi vì thế này ạ. Tại sao mình lại không thu được khí? Bởi vì là CaH lần dư mình chỉ thu được kết tủa là CaCO3 mà thôi ạ, không có khí ạ. Vứt ạ. Cho dung dịch KHSO4 vào NaHCO3 thì mình có H cộng này. Ăn HCO3 trừ này, tạo thành CO2 bay lên này, có khí này. ZnS vào HCl thì mình thu được H2S này, có khí bay lên này. Có khí này. NH2CO3 và Fe2SO4 3 lần thì ở đây mình có này. CO3 2 trừ là tính axit, Fe3 cộng là tính. CO3 2 trừ là tính bazơ, Fe3 cộng là tính axit. Vậy mình sẽ thu được khí là khí CO2 cộng với lại FeOH 3 lần. Được chưa? Khí CO2. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có số thí nghiệm sinh ra chất khí là AGHI 4 thí nghiệm nhá. 4 thí nghiệm. Ok ạ. Có thể theo dõi các cái buổi mà chữa lý thuyết liên tục cùng chú Minh thì các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Minh và click vào nút chuông ở bên cạnh để nhận được thông báo khi chú Minh livestream. Câu số 56. CaH2 lần và số phản ứng oxy hóa khử. Phản ứng oxy hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số hóa của một số chất oxy hóa, đúng không? Vậy ở đây này, CaOH2 lần cộng Cl2 thì nó tạo thành CaOCl2, đúng không? Thì có sự thay đổi số xóa, clo trong này không, chui trong này thì một clo là trừ một, một clo là dương một nhá. Vậy có này, NO2 cộng NaOH thì nó sẽ tạo thành là NaNO2 cộng với NaNO3, thì nitơ trong này là nitơ dương 3, nitơ trong này là nitơ dương 5, mà nitơ ở đây là nitơ dương 4, dương 4 về dương 3, dương 4 lên dương 5, vậy cũng có sự thay đổi số xóa, có. Fe3O4 cộng HCl, câu này rất nhiều cháu nhầm, để tạo thành FeCl2 cộng với FeCl3. Theo các cháu thì phương trình này có phải phương trình oxy hóa khử không ạ? 3 có phải oxy hóa khử không ạ các cháu? 3 có phải oxy hóa khử không ạ? Đấy ạ, rất rất nhiều cháu bị nhầm ạ. Thằng 3 này nhiều cháu bảo là đây là dương 8 phần 3 về dương 2 lên dương 3, vậy suy ra nó là oxy hóa khử là sai. Bởi vì thế này ạ, Fe3O4 là mối hỗn, là cái thằng này là hỗn hợp gồm FeO và Fe2O3. Thế nên khi tác dụng HCl ấy, thì nó sẽ tạo thành FeCl2 và FeCl3 nhá. Nên đây không phải là phản ứng oxy hóa khử. Vậy mình chỉ có số phản ứng oxy hóa khử ở đây là
1 và 2, đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 1 và 2. Câu số 57 ạ. Câu số 57 ạ. Cho từng chất, số chất phản ứng thuộc loại oxy hóa khử là. Cho từng chất, số phản ứng thuộc loại phản ứng oxy hóa khử ạ. Thế bây giờ là tác dụng với H2O đặc nóng, thì khi và chỉ khi nó tác dụng với những thằng nào mà nó có tính gì ạ? Nó có tính khử, đúng không? Còn tính khử thì H2O đặc nóng này nó có vai trò là tính oxy hóa, nó sẽ đưa nó lên cao. Vậy đây là carbon có tính khử để lên CO2 này, Fe có tính khử để lên sắt dương 3 này, BaCl2 là không còn. Fe3O4 là Fe dương 8/3 có đúng không ạ? FeCO3 có mà các cháu. FeCO3 có mà. À, các bạn thử xem là vận dụng hết trí thông minh của mình xem FeCO3 có không ạ? À, sắt này là sắt dương 2 có ạ, đúng không ạ? FeS cũng có. H2S SS trừ 2 thấp nhất có. HI thấp nhất trừ 1 có. Đúng không? Thể hiện tính khử nếu mày tăng mà. AgNO3 bạc cộng số xóa cao nhất rồi. Không được. HCl, HCl cũng không. N2SO3, N2SO3 không ạ. FeSO4, FeSO4 ạ. Dương 2 có ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 8 cháu nhé. Câu 58. Câu 58 cho sơ đồ phản ứng sau đây. Câu 58 cho các sơ đồ phản ứng sau đây. 58. Bạn nào có sách 2000 thì nó là ở bên trang số 325. Số phản ứng tạo thành đơn chất là, ở trong những câu này đa số kiểm tra chúng ta về độ học cũng như là nhớ về kiến thức lý thuyết thôi. BaNO3 hai lần, nhiệt độ có nghĩa nhiệt phân đấy. Thì anh này nhiệt phân tạo thành BaO cộng NO2 cộng oxy có đơn chất nhá. NaNO2 bão hòa và NH4Cl thì nó sẽ tạo thành NH4NO2, và NH4NO2 này thì nó sẽ tạo thành là N2 cộng với lại H2O cũng có đơn chất là nitơ. Hai cháu đơn chất. KMNO4 nhiệt phân thì tạo thành K2MNO4 cộng với lại MNO2 cộng với lại O2, O2 bay lên nên nó cũng là đơn chất. Cl2 vào dung dịch NaOH thì tạo thành NaCl cộng với lại NaClO, đúng không? Không có đơn chất. Vậy chúng ta có là số phản ứng tạo thành đơn chất là 1, 2, 3, 3 cháu. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Dành cho những bạn nào muốn đăng ký sách ạ. À, sách vừa cuốn là 145.000 ạ. Ok ạ, sách 2.000 ạ. 2.000 câu trắc nghiệm. Bạn nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho chú Vũ Tuấn Minh ạ. Ok, hay còn được gọi là Minh Mielin. Nào câu 59. Trong các khẳng định sau, số phát biểu nào dưới đây là không chính xác? Câu 59 ạ. Trong các khẳng định sau, số phát biểu nào dưới đây là không chính xác? Chú ý ở đây là không chính xác ạ. Protein phản ứng với CO2 lần tạo ra sản phẩm có màu tím. Chính xác. Phản ứng biểu đây. Protein phản ứng HNO3 đặc tạo thành kết tủa màu vàng. Chính xác. Khi đun nóng dung dịch protein thì protein đông tụ. Chính xác, em đun nóng trứng là nó đông tụ. Các protein đều tan trong nước thì cái này là sai lè. Bởi vì làm sao ạ? Ví dụ như là nước, đúng không? Ví dụ như là tóc của chúng ta có tan trong nước không ạ? Không ạ. Đó, tóc là protein. Cấu trúc bậc 1 của protein được giữ vững nhờ liên kết peptide. Thì cấu trúc bậc 1 thì được giữ vững nhờ liên kết peptide. Thì cái này làm sao ạ? Đúng hay sai ạ? Cấu trúc bậc 1, cái phần này là phần giảm tải không thi ạ. Thực ra cái câu này nó không thi nên các em không cần để ý nhá. Được chưa? Vậy ở đây mình có này. 1, 2, 3. Không chính xác, chỉ có 4 là 1 thôi ạ. C ạ. Bỏ cái câu số 5 đi. Câu số 60 ạ. Câu số 60. Trong các loại tơ sau, số chất được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là. Nào. Trong các loại tơ sau, số chất được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là. Số chất được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ. Trùng ngưng ạ. Trùng ngưng thì mình có là gì ạ? Tơ láp san thì đi từ ethylene glycol và acid terephthalic. Vininalcol thì không phải trùng ngưng rồi. Tơ visco không phải trùng ngưng, PVF cũng không phải trùng ngưng, tơ cellulose acetate cũng không phải trùng ngưng, PVA cũng không phải là trùng ngưng, tơ capron là trùng ngưng từ epsilon amino caproic. Tơ ô lông cũng không phải trùng ngưng. Tơ enang là đi từ omega amino enang toic. Vậy anh này cũng trùng ngưng, vậy mình có là 1, 2, 3.
Ba anh được điều chế bằng trùng ngưng nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tất cả các bạn có cái cháu vào đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Câu số 61 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Chào tất cả các cháu nha. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Carbon monoxide và silic dioxide là oxit axit, carbon monoxide là CO ạ. CO là oxit trung tính nhá, vứt. Nitro phosca là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3, cái này nghe vẻ cũng đúng nhỉ. Phosphor trắng cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, phosphor đỏ cấu trúc polymer. Thì cái này là đúng hay sai? Cái này là sai nhỉ? Đúng không ạ? Ui mẹ, hỏi cái mấy cái này toang hết nhỉ. Mấy cái này hỏi về lớp 11 có khả năng cao là các cháu nhà chúng mình là toang hết ạ. Riêng câu này là chắc chắn sai rồi. Thế bây giờ hỏi về phân ạ. Nitro phosca, còn cháu nào nhớ không ạ? Nitro phosca là hỗn hợp của NH4, H2PO4 và KNO3. Thì theo các cháu thì cái này là đúng hay sai ạ? Anh này là đúng hay sai ạ? Ôi mẹ chết nhỉ. À cô chết, câu 60, 60 sorry cả nhà, chúng mình còn chưa nhìn thấy ni lông 6,6. Ni lông 6,6 cũng trùng ngưng ạ. Mình có 1 2 3 4 ạ. Sorry cả nhà, chúng mình chưa nhìn thấy ni lông 6,6. Câu 60 đáp án B ạ. 60 đáp án B ạ. Ok ạ, thank you cả nhà nhá. Nào, xem nào, nitro phosca có phải là hỗn hợp của NH4 H2PO4 và KNO3 không ạ? Không ạ. Nitro phosca phải là hỗn hợp của NH4 tất cả hai lần HPO4 và KNO3 mới đúng ạ. Được chưa? Xem nào, phosphor trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử. Được chưa? Phosphor trắng có cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử, còn phosphor đỏ thì có cấu trúc polymer. Xem nào, phosphor trắng của chúng ta thì cấu trúc mạng tinh thể gì ạ? Đấy, cấu trúc mạng tinh thể nguyên tử hay phân tử ạ? Phân tử chứ không phải nguyên tử ạ. Chỗ này sai ạ. Được chưa? Vậy ở đây mình chỉ có một cái đúng duy nhất thôi ạ. Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của N2SO4, à, N2SiO3 và K2SiO3. Đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? D nhé. D. Ok ạ, câu 62. Câu 62. À, trong các chất thì chất có khả năng làm mất màu nước bro ở điều kiện thường là, trong các chất nhé, trong các chất thì số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là, trong các chất thì số chất làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường là, cả nhà chú ý ạ, để làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường nhá, mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường thì khi và chỉ khi nó có nối đôi này hoặc là có nhóm CHO này, được chưa? Benzen thì nó có nối đôi nhưng nó nằm trong vòng rồi vứt nhá. Styren là sao ạ? C6H5CH nối đôi CH2 có đúng không ạ? Acid acetic không? Acid acrylic đây ạ, COOH đúng không ạ? Anh này có ạ. Được chưa? Anhydride acetic là CH3CHO có ạ. Đúng ạ? Anhydride acrylic cứ nhìn anhydride là có ạ. Ethyl acetate không? Vinyl acetate CH3COOCH nối đôi CH2, cháu này có. Vậy hoàn toàn mình có 1 2 3 4 5. Nhìn có rõ không ạ? 1 2 3 4 5. Vậy chúng ta tổng cộng có 5 chất làm mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C 5 ạ. Câu 63. Ủa, có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ngô xí hóa khử? 63. Nhiệt phân các chất sau đây trong bình kín không có oxy. Nhiệt phân các chất sau đây trong bình kín và không có oxy thì có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ngô xí hóa khử? Có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ngô xí hóa khử? NH4 hai lần CO3. NH4 hai lần CO3 thì như nhiệt phân tạo thành gì ạ? Nó nhiệt phân tạo thành NH3 cộng CO2 cộng H2O thì nó không phải ô xóa khử nhá. CuNO3 hai lần, CuNO3 hai lần thì nhiệt phân để nó tạo thành gì ạ? CuNO3 hai lần nhiệt phân tạo thành CuO cộng với lại NO2 cộng với O2 có ô xóa khử. NH4NO3 NH4
NO3 nhiệt phân thì tạo thành N2O cộng với lại H2O, đúng không? Có một số đã khử nhá. CuCO3 thì nhiệt phân tạo thành CuO cộng CO2 là không. NH4Cl nhiệt phân tạo thành NH3 cộng HCl không. NH4 NO2 nhiệt phân tạo thành N2 cộng với lại H2O, có một số đã khử. CaHCO3 hai lần nhiệt phân tạo thành CaCO3 cộng với lại H2O cộng CO2 không. NH4 hai lần Cr2O7, NH4 tất cả hai lần Cr2O7 thì nhiệt phân tạo thành N2 cộng với lại Cr2O3 cộng H2O, có một số đã khử. NH4HCO3 nhiệt phân tạo thành NH3 cộng CO2 cộng H2O không. FeNO3 hai lần, FeNO3 hai lần nhiệt phân thì tạo thành Fe2O3 cộng với NO2 cộng O2, có một số đã khử. Vậy mình có ạ. 1 2 3 4 5 6. 6 trường hợp xảy ra phản ứng của xóa khử. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 6. A 6 nha. Câu 67 ạ. Câu 67. Số polymer được điều chế bằng phương pháp trùng hợp là, sorry ạ, câu 64 ạ. Cho các polymer sau, số polymer được điều chế bằng phương pháp trùng hợp là, số polymer được điều chế bằng phương pháp trùng hợp là, trùng hợp ạ, trùng hợp là mình có polyethylene là 1, đúng không? Trùng hợp là con nô đô CC đấy ạ. Methylmeth acrylate là 2, polybutadiene là 3, polystyrene là 4, polyvinyl acetate là 5, nylon 6,6 là trùng ngưng ạ, ô lông là 6 ạ. Ô lông thì nhiều cháu quên ạ, ô lông là đi từ gì ạ? Vinyl cyanua CH2 nối đôi CH CN, được chưa? 1 2 3 4 5 6. 6 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu số 65. Câu số 65. Cho các chất sau. Chất nào bị oxy hóa bởi CuO tạo thành sản phẩm gọi là phản ứng tráng bạc? Thế thì tráng bạc thì khi và chỉ khi nó là chó hoặc HCO, nhưng oxy hóa bởi CuO vậy khi chỉ khi nó là ancol. Ancol mà oxy hóa tạo thành chó nhá. Vậy ancol mà oxy hóa tạo thành chó tương đương với việc nó là ancol bậc 1. Được chưa? Ancol bậc 1. Được chưa? Vậy ở đây mình có này, cháu này ancol bậc 2 oxy hóa tạo thành ceton vứt. Cháu này ancol bậc 3 không tác dụng với CuO. Cháu này ancol bậc 1 có ancol bậc 1 là nhóm OH đính vào carbon bậc 1, các cháu nhớ chưa? Anh này ancol bậc 1 có. Anh này ancol bậc 1 có, đúng không? Nhưng có được không ạ? Vậy mình có bao nhiêu ạ? 3 4 5. 3 4 5 ạ. 3 4 5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 3 4 5. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 63 mà bạn bảo là thầy đếm lộn để thầy xem nào. 1 2 3 4 5 ơi nhỉ. Đấy, công nhận mắt lẻ. 1 2 3 4 5 ạ. 5 ạ. Câu 63 sorry cả nhà. Chúng mình đếm lộn ạ. D ạ. 5 ạ. Thank you nha. Thank you cháu. Câu số 66. Thực hiện các thí nghiệm sau. Ủa ơi. Làm mấy cái này mới phê này. Số trường hợp xuất hiện kết tủa khi kết thúc thí nghiệm là. Số trường hợp xuất hiện kết tủa khi kết thúc thí nghiệm là. Là bao nhiêu trường hợp xuất hiện kết tủa khi kết thúc thí nghiệm ạ? Cho dung dịch NaOH dư và dung dịch CaOH, CaHCO3 hai lần. Thì đầu tiên mình có là OH trừ ăn HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ này. CO3 2 trừ cộng với canxi 2 cộng thì chắc chắn tạo thành kết tủa CaCO3 một cháo. Cho canxi vào dung dịch BaHCO3 2 lần thì canxi vào dung dịch này thì canxi vào nước, canxi vào nước mình thu được CaOH 2 lần. OH trừ ăn HCO3 trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Sau đó nó sẽ tạo thành kết tủa CaCO3 và BaCO3. Được chưa? Cháo thứ hai, hai cháo kết tủa. Bari vào H24 loãng thì bari vào nước để tạo thành BaOH 2 lần, BaOH 2 lần cộng H24 loãng thì nó sẽ tạo thành BaSO4, 3 cháo kết tủa. H2S vào FeSO4 thì tạo thành FeS và H24, nhưng H2SO4 lại hòa tan FeS nên không có kết tủa. Câu số 5 ạ. NaHCO3 vào BaCl2 không có kết tủa. NaAlO2 dư vào dịch HCl, do NaAlO2 dư nên mình thu được kết tủa AlOH 3 lần ạ.
Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. 4 cháu kết tủa khi kết thúc thí nghiệm ạ. Ok ạ, chính xác ạ. 4 cháu khi kết thúc thí nghiệm thu được kết tủa. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 4 cháu. Câu 67. Câu 67. Có 4 dung dịch riêng biệt. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa nó phải thỏa mãn đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là hai điện cực khác nhau vào bản chất. Thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với nhau. Thứ ba là trong môi trường dung dịch chất điện ly. Được chưa? Sắt vào HCl là không được, có. Sắt vào đồng thì có hai điện cực sắt đồng tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dung dịch chất điện ly, có một cháu. Sắt vào sắt 3 không có hai điện cực. Sắt vào HCl có lẫn CuCl2 có hai điện cực, được chưa? Vậy mình có là một cháu và hai cháu thôi ạ. Vậy mình chỉ có hai trường hợp là ăn mòn điện hóa. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Câu 68. Câu 68. Cho các nhận xét sau. Cho các nhận xét sau. Số nhận xét đúng là. Cho các nhận xét sau. Số nhận xét đúng là. Nào xem nào. Trong này có những nhận xét nào đúng ạ? Câu 68 ạ. Những nhận xét nào đúng ạ? Chất béo là trieste của glycerol với axit béo. Chất béo là trieste của glycerol và axit béo, chính xác. Cellulose là một polysaccharide do nhiều gốc alpha glucose liên kết với nhau tạo thành. Một polysaccharide đúng, nhưng nó phải là do beta glucose chứ không phải là alpha, đúng chưa? Hai sai. Sai ở chỗ thằng alpha. Trùng hợp divinin có xúc tác thích hợp thu được cao su buna. Divinin đây ạ. Divinin. Đúng là xúc tác thích hợp cao thu được cao su buna, chính xác. Nitrobenzen phản ứng H2O3 đặc thì tạo thành meta di nitrobenzen. Nitrobenzen là cháu này. NO2 cắm ở đây thì đúng là ưu tiên thế vào vị trí meta. Đúng chưa? Vậy 4 đúng nhá. H2O4 đặc thì vào meta di nitrobenzen. Anilin phản ứng với brom dư tạo thành para brom anilin sai. Brom dư thì nó phải tạo thành tri brom anilin ạ. Cái này là sai ạ. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có những nhận định đúng là 1, 3, 4 nhá. 1, 3, 4 và mình có 3 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, chính xác. Sang câu số 69 ạ. Câu số 69. Trong số các phát biểu sau có bao nhiêu là phát biểu đúng ạ? Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh ạ. Rất là cảm ơn các cháu. Hãy share cái buổi học này lại về tường, bởi vì đây là một buổi học free ạ. Và tag giúp chú Minh tất cả các bạn và cháu vào đây ạ. Câu 69. Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng? Saccharose được coi là một đoạn mạch của tinh bột. Không phải ạ. Tinh bột thì chỉ gồm alpha glu thôi. Sac là alpha glu và beta fructose. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, chỉ khác nhau về cấu tạo gốc glucose. Đúng rồi, chỉ là đều là polysaccharide, đúng không? Nhưng mà chỉ khác nhau về cấu tạo gốc glucose là sai, nó còn khác nhau về gì nữa? Về cấu trúc nữa, nó còn khác nhau về số lượng nữa, đúng không ạ? Sai. Khi thủy phân hoàn toàn sắt, tinh bột và sen đều cho một loại monosaccharide cũng sai ạ. Đúng không ạ? Sắt thì cho ta được alpha glu và beta fructose. Tinh bột và sen thì đều chỉ cho ta được alpha glu thôi. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose. Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose, cái này đúng nhá. Fructose có phản ứng trắng bạc. Fructose có phản ứng trắng bạc chứng tỏ fructose có nhóm CHO. Có phản ứng trắng bạc là đúng, nhưng chứng tỏ có nhóm CHO là sai, bởi vì fructose có nhóm ceton nung đẻ ở bên trong cái môi trường NH3 thì nó chuyển thành glu ạ. Vậy ở đây mình chỉ có một nhận định đúng thôi ạ. Mình chỉ có một nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, đúng chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Chỉ có một nhận định đúng. Một sai, hai sai, ba sai và năm sai. Ok ạ. Câu số 70. Câu số 70 của Sở Giáo dục Ninh Bình lần 1 năm 2019 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Để bài hỏi cái gì ạ? Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hô xóa khử là. Thế ở đây mình sẽ có phương trình là đồng cộng với lại sắt 3 cộng. Được chưa? Được chưa? Đồng cộng sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng. OCOA khử là đây, một cháu. Sụp CO2 vào CaOH 2 lần để tạo thành gì ạ? CA
CO3 cộng H2O không phải ô xóa khử. Sụp NO2 và H2O vào nước thì mình thu được HNO3 có ô xóa khử. Cho dung dịch HCl, đây các cháu nhìn nhé, H cộng này, NO3 trừ này, sắt 2 cộng này, để nó tạo thành sắt 3 cộng, cộng NO cộng H2O có ô xóa khử. Nhá, mé bên này có 3 cháu rồi, A, B, C, à, A, C, D. FeO sắt này của mình mới là sắt dương 2 thôi. Vào HNO, H24 đặt nóng lên sắt dương 3 có ô xóa khử. Fe3O4 vào HCl như chú Bình đã nói, mặc dù nó tạo thành FeCl2 và FeCl3, đúng chưa? Nhưng mà nó không phải là ô xóa khử. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta chỉ có gì ạ? ACD nhá, ACD là 3 này, cộng với lại E là 4. Vậy chúng ta có 4 thí nghiệm có phản ứng ô xóa khử. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 71. Câu số 71, số phát biểu đúng là. Câu số 71, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau. Cho phát biểu sau. Dầu mỡ sau khi sử dụng có thể tái chế thành nhiên liệu. Chính xác. Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt mì chính. Chính xác. Amylopectin tơ tằm lông cừu là polymer thiên nhiên. Amylopectin là thiên nhiên thật, tơ tằm thiên nhiên thật, lông cừu thiên nhiên thật. Chính xác. Chất độ amiang làm tăng tính chịu nhiệt của chất dẻo. Chất độ amiang làm tăng tính chịu nhiệt. Chính xác ạ. Chịu nhiệt. Khi cho giấm ăn hoặc chanh vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì thấy xuất hiện kết tủa. Chính xác. Nó là đông tụ trong môi trường axit. Thành phần chính của khí bioga là metan. Chính xác. Vậy đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả 6 nhận định đều đúng hết. Đáp án đúng là đáp án B, bò. Câu số 72. Câu số 72. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Thủy phân tripanitin và etinacetat thì đều thu được ancol. Tripanitin mình thu được glycerol, etinacetat mình thu được etinic, đúng không? Vậy đều thu được ancol là chính xác. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo, chính xác. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo. Hydro hóa triolein thì thu được tripanitin, sai lẻ. Triolein là C17H33COO, tất cả 3 lần C3H5, mà cho nó mà cộng với lại hydro thì nó tạo thành C17H35COO, tất cả 3 lần C3H5. Đúng không ạ? Nó không phải là tripanitin mà nó là tristearin cơ. Sai ạ. Thủy phân vinyl format. Vinyl format HCOOCH nối đôi CH2 thủy phân thì thu được HCOOH cộng với CH3CHO thì đúng là đều cả hai đều phản ứng trắng bạc. HCOOH trắng bạc, CH3CHO trắng bạc. Có trắng bạc. Ứng với công thức đơn giản nhất là CH2O có 3 hợp chất hữu cơ đơn chức mạch thở. Xem có đúng không ạ? Công thức đơn giản nhất đây. HCHO đơn chức mạch thở nhá. Thứ hai ạ, nhân đôi nó là C2H4O2 thì mình còn có HCOO CH3 và CH3COOH, đúng là ba hợp chất hữu cơ đơn chức mạch thở thật. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án, số phát biểu đúng là A đúng, B đúng, D đúng, E đúng. Được chưa? Mình có 4 phát biểu đúng, đáp án đúng là đáp án D. Ok ạ. Câu số 73. Câu số 73 nào các bạn ơi, các bạn hôm nay học hành nó chưa được nhiệt huyết lắm nhỉ. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy xem nào. Xem câu 73 đáp án gì ạ? Cho các bước tiến hành thí nghiệm trắng bạc của glucose ạ. Thứ tự thực hiện ạ, chắc chắn là đây là thứ tự thực hiện rồi ạ. Thêm 3 năm giọt glucose vào ống nghiệm cái này để sau ạ. Nhỏ từ từ đến khi kết tủa, lúc này chưa kết tủa. Đun nóng nhẹ chưa? Đây này, đầu tiên là cho 1ml dung dịch AgNO3 1% ống nghiệm sạch, đầu tiên là 4. Nhá, sau đó là gì ạ? Nhỏ từ từ NH3 đến khi kết tủa tan hết, NH3 vào để tạo thành kết tủa. Được chưa? Nhỏ từ từ đến khi kết tủa tan hết là đến 2. Được chưa? Thêm 3 năm giọt glucose vào là 1 và cuối cùng là đun nóng nhẹ. 4 2 1 3. Thứ tự thí nghiệm này các em cần phải lưu ý hết sức ạ. 4 2 1 3. 4 2 1 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 4 2 1 3. Câu 74 đề Lương Thế Vinh lần 1 năm 2019. Cho thí nghiệm sau, có bao nhiêu thí nghiệm mà thu được kết tủa khi kết thúc các phản ứng ạ? Có bao nhiêu thí nghiệm mà thu được kết tủa khi mà chúng ta kết thúc phản ứng ạ? Có tổng cộng bao nhiêu thí nghiệm mà chúng ta thu được kết tủa khi mà kết thúc phản ứng ạ?
căng thẳng đi ạ, khá là căng thẳng. Bao nhiêu ạ? Bao nhiêu các bạn? NH3 vào dung dịch. NH3 vào dung dịch, được chưa? NH3 mà vào dung dịch thì mình có thu được kết tủa AlOH3 lần. Kết tủa này không tan trong NH3 nhá. Dẫn khí ethylene vào dung dịch thuốc tím thì mình thu được MnO2, cũng là kết tủa nhá. Dẫn NaOH thì OH trừ này ăn HCO3 trừ. OH trừ ăn HCO3 trừ thì có phải mình tạo thành là CO3 trừ không ạ? CO3 trừ ăn với lại canxi cộng tạo thành CaCO3 ba cháu đúng không ạ? CO2 nhưng chú ý phải tới dư ạ. Tới dư thì nó tạo thành gì ạ? BaHCO3 hai lần, thằng này không có kết tủa, vứt. Dẫn khí SO2 vào dung dịch HF thì mình thu được lưu huỳnh có kết tủa. Xem nào, 1 2 3 4. Một cháu, hai cháu, ba cháu, bốn cháu rồi. Cho mẫu kali dư vào dung dịch ZnCl2. Kali dư vào dung dịch ZnCl2 thì đầu tiên nó tạo thành cao hắt, cao hắt dư trong ZnCl2 thì không tạo thành kết tủa mà tạo thành KZnO2, K2ZnO2, đúng chưa? Acid phosphoric vào dung dịch nước vô trong dư thì mình thu được kết tủa Ca3PO4 tất cả hai lần nhá. Vậy hoàn toàn số thí nghiệm thu được kết tủa là 1, 2, 3, 4, 5, được chưa? 5 kết tủa nhé. Số phản ứng thu được kết tủa là 5. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 5. Câu số 75 ạ. Câu số 75 ạ. Ui, kinh khủng tởm. Có bao nhiêu phát biểu sai ạ? Có bao nhiêu phát biểu sai? Cả nhà cùng trả lời đúng sai với thầy nhá. Xem nào, đúng sai nào. Mọi este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol. Cái này đúng hay sai ạ? Mọi este, được chưa? Có mo este khi xà phòng hóa đều tạo ra muối và ancol. Cái này sai. Tại sao ạ? Nó phải tạo thành cả anhít hoặc có thể tạo thành cả ceton. Phản ứng tổng hợp este thì xảy ra chậm và thuận nghịch. Tổng hợp este thì xảy ra chậm và thuận nghịch. Cái này chính xác. Amylopectin tơ tằm lông cừu là polymer thiên nhiên, đúng hay sai ạ? Amylopectin tơ tằm và lông cừu là polymer thiên nhiên. Đúng ạ. Cao su buna S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, đúng hay sai ạ? Cao su buna S được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, đúng hay sai ạ? Sai hoàn toàn ạ, nó là gì ạ? Đồng trùng hợp ạ. 2F4 đặc chỉ đóng vai trò là chất hút nước trong phản ứng tổng hợp este ạ. Đúng hay sai ạ? Sai ạ. Nó còn đóng vai trò là gì ạ? Làm tăng hiệu suất phản ứng nữa ạ. Tinh bột và sen là đồng phân của nhau ạ. Cái này rất nhiều cháu nhầm ạ. Tinh bột và sen, nào, tinh bột và sen đều là đồng phân của nhau, đúng hay sai ạ? Tinh bột và sen đều là đồng phân của nhau, đúng hay sai ạ? Đúng hay sai các cháu? Đúng hay sai các bạn? Tinh bột và sen đều là đồng phân của nhau. Chờ đợi một cái đáp án của chúng ta. Tinh bột và sen đều là đồng phân của nhau. Sai ạ. N nó khác nhau đúng không ạ? Protein dạng sợi dễ hòa vàng hòa tan vào nước tạo thành dung dịch keo. Protein dạng sợi dễ dàng hòa tan vào nước tạo thành dung dịch keo. Tóc chúng ta có tan không ạ? Tóc chúng ta là protein dạng sợi đấy ạ. Đúng không ạ? Không ạ. Amylose và amylopectin. Amylose và amylopectin thì đều có các liên kết 1,4 glycosid. Xem nào. Amylose là 1,4 glycosid và amylopectin cũng là 1,4 glycosid đúng không ạ? Amylopectin chỉ thêm 1,6 glycosid đã thôi nên cháu này đúng ạ, đều có là đúng. Vậy là 1 2 đúng không ạ? 3, 1, 2 cái đúng này. 3 cái đúng rồi ạ. 1, 2, 3 cái đúng rồi ạ. Mình có 3 cái đúng. 3 cái đúng. Vậy số phát biểu, ui, hỏi số phát biểu sai cả nhà. 1 cái sai, 2 cái sai, 3 cái sai, 4 cái sai, 5 cái sai. 1 sai, 2 sai, 3 sai, 4 sai, 5 sai. 5 cái sai ạ. Mình có tổng cộng 5 cái sai. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 5 cái sai. Được chưa? Câu 76. Câu 76 ạ. Có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng? Câu 76 có bao nhiêu nhận xét sau đây là đúng ạ? Uầy, làm này phê đúng không ạ? Kim loại mạnh luôn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối của nó, đúng hay sai ạ? Sai ạ. Kali mà cho vào trong dung dịch thì kali tác dụng với nước trước chứ có đẩy được đâu ạ. Những kim loại như natri, kali, bari, canxi chỉ có thể điều chế bằng điện phân nóng chảy, chính xác. Kim loại nhóm 1A và 2A thì chỉ có thể điều chế bằng phát điện phân nóng chảy. Tráng thiếc lên sắt để sắt không bị ăn mòn là phương pháp bảo vệ kim loại bằng phương pháp điện hóa. Điện hóa là phương pháp anode hy sinh.
Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang vậy, thiếc đứng sau sắt vậy, nếu mà ăn mòn thì sắt bị ăn mòn trước, vậy không phải ăn mòn điện hóa. Mà tráng thiếc lên là phương pháp bảo vệ bề mặt nhé. Sai. Các kim loại kiềm thì có cùng kiểu cấu trúc mạng tinh thể, đúng hay sai ạ? Được chưa? Các kim loại kiềm thì đều có cùng kiểu cấu trúc mạng tinh thể, đúng ạ. Đấy, rất nhiều câu dễ bị sai ạ. Tất cả những cái câu mà dễ sai dễ lầm, một cái sai lầm nhỏ thôi cũng khiến chúng ta mất toang đi 0,25 điểm. Thế nên là ở đây chú Vinh sử dụng cái quyển sách của chú Vinh cực kỳ kinh điển để giúp cho các cháu tổng ôn lại lý thuyết ạ. Hầu hết các hợp chất của kim loại kiềm thì đều tan tốt trong nước. Hầu hết, có cái từ hầu hết này thường là đúng. Các muối ở kim loại kiềm thì đều có môi trường trung tính vớ vẩn. Ví dụ như muối Na2CO3, nó là môi trường kiềm đấy, còn gì nữa, đúng không ạ? Vớt đi ạ. Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa, chính xác. Vậy ở đây chúng ta có các nhận định đúng là 1, 2, 3, 4. Chúng ta có tổng cộng là 4 nhận định đúng. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 77. Câu 77 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau nhá. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là gì ạ? Xem nào, các cháu cùng xem với chú Vinh xem ạ. Cho các phát biểu đó thì số phát biểu đúng là bao nhiêu ạ? Cả nhà cùng coi xem là có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Bao nhiêu ạ? Cho các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng? Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. Sai hay đúng? Đúng ạ. Phân đạm thì theo phần trăm nitơ, chính xác. Thành phần chính của súp e phốt phát kép gồm CaH2PO4 tất cả 2 lần và CH4. Sai, chỉ có CaH2PO4 tất cả 2 lần thôi. Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan và dao cắt thủy tinh, chính xác. Ammoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric và phân đạm, chính xác. Và mình có A đúng, C đúng, D đúng. Mình có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng đáp án A. 3 phát biểu đúng. Câu 78. Câu 78. Cho các phát biểu sau ạ. Uầy, số phát biểu đúng là, xem nào, A đúng hay sai ạ? A đúng hay sai cả nhà? Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín, chính xác. Chất béo là diete có đúng không ạ? Không phải ạ, chất béo là triete. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, chính xác. Ở nhiệt độ thường, triolein là thể rắn. Triolein là của gốc axit béo không no, nên nó phải tồn tại ở điều kiện thường là thể lỏng cơ ạ. Trong mật ong thì chứa nhiều fructose, chính xác. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người, chính xác. 1, 2, 3, 4. 4 nhận định đúng nhé. 4 nhận định đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. 4 nhận định đúng. Câu 79 ạ. Câu 79. Tiến hành các thí nghiệm sau. Tiến hành các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được 2 muối là... Ui, câu này mới toang này. Số thí nghiệm thu được 2 muối là cái này mới toang này. Sục khí clo vào NaOH thì mình thu được NaCl cộng với lại NaClO. Đúng không? 2 muối, chính xác một cháu. Hấp thụ hết 2 mol CO2 vào 3 mol NaOH, mình có là 3 chia 2 bằng 1,5. Vậy mình thu được Na2CO3 và NaHCO3, đúng không ạ? 2 muối, chính xác. KMnO4 vào HCl đặc dư thì mình thu được KCl này cộng MnCl2 này cộng Cl2 này cộng H2O, đúng là 2 muối, đúng tiếp. Hỗn hợp Fe2O3 vào Cu, tỷ lệ anh này là 2 mol, anh này là 1 mol. Vậy tan trong HCl thì mình sẽ có là sắt 3 cộng. Số mol sắt 3 cộng là 2 x 2 là 4. Số mol đồng là 1, sắt 3 cộng cộng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại đồng 2 cộng, cân bằng phương trình. Đây là 1, vậy suy ra sắt 3 cộng dư. Sắt 3 cộng mà dư thì trong dịch tồn tại sắt 2 cộng, đồng 2 cộng, sắt 3 cộng, 3 muối, vứt. CuO vào HNO3 thì mình chỉ thu được CuNO3 2 lần thôi, vứt tiếp. KHS vào NaOH vừa đủ, gạch chân từ vừa đủ, thì mình thu được K2S cộng với lại Na2S, đúng không ạ? 2 muối, được chưa? 1, 2, 3, 4 nhá. Vậy số đích nhận thu được 2 muối là 4, đáp án đúng là đáp án C, 4 chảo. Câu 80. Câu 80, câu cuối cùng của ngày hôm nay ạ, đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019 ạ. Câu 80,
để chuyên binh lần 1 ạ. À, các cháu thấy buổi học ngày hôm nay có vui không ạ? Các cháu thấy buổi học ngày hôm nay có chất lượng không ạ? Nếu mà thấy hay và thấy chất lượng thì tiếc gì một like cho chú Minh ạ. Và nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Minh và click vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo theo dõi buổi học nhanh nhất. Câu số 80. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là số thí nghiệm thu được kết tủa là BaOH 2 lần tới dư vào dung dịch FeCl2, mình thu được FeOH 2 lần. KHF4 vào BaCl2, mình thu được BaSO4 nhá. Hai cháu kết tủa rồi này. Một cháu, hai cháu. N2S vào Fe2SO4 3 lần, nó thực hiện phản ứng oxy hóa khử tạo thành lưu huỳnh cộng với lại FeSO4 cộng N2S4 lưu huỳnh là kết tủa, ba cháu. Được chưa? Sục khí CO2 tới dư thì thu được kết tủa là AlOH 3 lần nhá. Bốn cháu ạ. Cho kim loại kẽm vào lượng dư dung dịch, chú ý đây là lượng dư sắt 3 cộng, vậy kẽm vào bát sắt 3 cộng dư mình thu được kẽm 2 cộng cộng với lại sắt 2 cộng toang, đúng không ạ? Sục khí SO2 vào lượng dư CaOH 2 lần thì do CaOH 2 lần dư thì mình thu được kết tủa CaSO3. Được chưa? Vậy mình được 1 2 3 4 5 5 cháu kết tủa. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ 5 cháu kết tủa. Ok ạ. À, cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học free ngày hôm nay của chú Minh ạ. Buổi học free được ở trên nền tảng cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của chú Minh. À, cháu nào muốn đăng ký mua sách thì hoàn toàn có thể inbox cho chú Minh ạ. Cảm ơn tất cả các cháu và hẹn gặp lại các cháu vào buổi sau nhá. Buổi sau sẽ là tiếp tục vào buổi livestream 10 giờ buổi trưa ngày mai nhá. Bye bye, chào tạm biệt các cháu ạ. Hẹn gặp lại.